Thôi. Chú bác và anh chị em một lời chào trân trọng nhất nha. Thì tối hôm nay mình dắt anh em đi soi cua với mình nha anh em ơi. Thì, cái vuông mình đang của con em mình đang tát nè. Rồi để tối nay mình đi soi thử có cua cho anh em xem nha anh em ơi. Soi cua biển nha anh em. Nước cạn rồi nè anh em. Ồ, đây thấy con cua nè anh em ơi. Đây, anh em thấy rõ không? Cua nè. Nó nằm nè. Đó anh em thấy không? Bây giờ chụp nha anh em. Thấy bắt nó bị dính nó ta. Nó kẹp cái sâu sâu của nè luôn anh em ơi. Ôi dính còn cá gô nữa anh em ơi. Xuống xuống xuống. Đã đã anh em ơi. Được nghe mà. Đổ ra toàn anh em ơi. Cô biển nè anh em. Anh em thấy không? Quá xuống anh em ơi. Đã đã. Được rồi anh em. Tiếp tục anh em ơi. Dính cua dính thêm cá nữa. Thứ cạn anh em. Rút ở đây nè. Sôi nó mà máy muốn hết pin luôn anh em ơi. Nay cũng hầm 7 Tết rồi anh em ơi. Tối nay mình ra mình đi soi cua với vuông của con em mình nè. Có rồi. Rồi chúc anh em ăn Tết năm mới vui vẻ nha anh em ơi. Chúc anh em vạn sự như ý và phát tài phát lộc nha anh em ơi. Tết tới rồi, tối nay 27 Tết rồi. Máy muốn hết pin anh em ơi. Đấy nhìn đây 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 con nữa anh em ơi. Một con này chà bá luôn anh em ơi. Đó, anh em đẹp thấy không? Đây bắt nó dính rồi anh em ơi. Ôi. Trời nãy giờ chụp được rồi. Mất tiêu luôn rồi. Ôi sao cành na. Ôi bỏ nó mất tiêu luôn rồi. Uổng cua hết biết rồi em ơi. Ôi nó bỏ mất tiêu luôn rồi. Uổng thiệt, nãy là giật chụp được rồi. Uổng thiệt anh em ơi. Tới miệng mà không được ăn nữa. Sảy con uổng quá. Được hai em rồi. Rồi để mình úp máy ra anh em ơi. Máy muốn hết pin rồi. Khi nào mình thấy mình quay tiếp cho anh em xem anh em ơi. Rồi anh em ơi, mình phát hiện đây một con nữa anh em ơi. Con này nè. Anh em thấy không? Thêm con cá gô nè anh em. Đó anh em thấy không? Quá sướng anh em ơi. Con này cũng chả phá lửa luôn nè anh em ơi. Nãy giờ chụp anh em ơi. Nãy bắt tay vô rồi. Ảnh. Hoa đã. Thằng xanh anh em ơi. Quá sướng rồi. Con cá quá trời. Con cá gô cá lóc quá trời anh em ơi. Hoa đã. Còn nào nữa không? Ui sướng. Ôi nào anh em ơi.
cái xu hà nam nữa. Ồ, càng xanh này anh em thấy đã không? Ồ, ồ. Chà bá nữa luôn anh em ơi. Cái tóc bự bự đâu không? Quá giờ ba con gì? Qua tiếp anh em xem anh em ơi, quá trời con gì à. Bây giờ được hai con rồi đó anh em. Rồi mình phát hiện đây được em nữa nè cả nhà ơi. Được em cua nữa nè cả nhà ơi. Đó. Em chào bá luôn anh em ơi. Chụp nó thôi. Nè. Cả nhà thấy không? Mày sao bự. Mày sao bự. Quá đã. Quá đã em ơi cả nhà ơi. Vô mở. Mở quảng ra trời. Nè nè. Em cái người ta ơi. Cái. Ê ê ê. Cả nhà quá trời quá con gì vậy? Nó đi đường quay luôn. À, mình phát hiện đây được em nữa cả nhà ơi. Thấy rõ ta. Đó đó cả nhà thấy không? Đó, em này cũng nhỏ không bự nữa cả nhà. Coi có được đỡ không? Chết rồi. Mày không chạy hả? Quá trời con giữa bay vô họng mình. Chó đóng tiêu rồi. Bốn em à na na. Bốn em là cả nhà ơi. Này đang cắt nước này bây giờ đó. Rồi này bỏ vô cả nhà. Bốn em cua. Đang tắt nước ra nè. Nhớ cái đầu hụt cái đầu sông này nhà nó còn bò bò đó. Cá nó gặm bốn em còn dài dài này.
xô dễ xô lắm cả nhà ơi. Mình bỏ vô cả nhà ơi. Rồi mình bỏ cái thấy mình quay cả nhà xem cả nhà ơi. Mình phát hiện đây con nữa cả nhà ơi. Con này cũng chà bá luôn. Con quay vô mắt mình này. Quá sướng, con này hốc biết luôn. Mày cho bá nó hận luôn. Sáu em rồi cả nhà ơi. Quá sướng rồi. Bảy em à, dù con cả nhà. Tiếp không? Nó mới chà bá rồi đó. Con nhiều quá trời. Sáu con má ruột con nữa, sáu con chà bá luôn nè. Dữ con đục dữ vậy. Ruột con nữa, ruột con đó cũng chụp giọt dính rồi, lấy tay bắt được sáu con à. Hết biết con quá trời con gì luôn. Ho luôn, bay vô họng ho luôn. Bay vô họng ho luôn. Con nó đóng tiêu. Nó ruột đâu đây. Ho luôn, con đang không. Con tiêu này. Không có ha, nó cùng rồi. Cùng. Trời bắt dính nó lắm. Bắt không dính nó. Lấy gì chặt. Chào nhà clip này luôn đó nha. Được rồi, sáu con cua nè. Nhà nhà đó. Nè, mình đi quay xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau nha.
cả nhà thấy clip này ủng hộ chia sẻ mình có động lực làm tiếp cả nhà. Và Lâm Chí Huy xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau. Bye bye.